Đâu đưa nó ra coi. À, con dế than bị chết ngày 27 tháng 7 2016. Nó sống hơn 4 tháng mấy A rồi. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ok, bây A giờ Di Đà Phật. là anh Lắng bỏ A vô Di cái Đà hộp Phật, A thuốc, Di Đà Phật. đem đi chôn ở dưới cây thông. A Di Đà Phật. Ok, để nó vô đi. A Di Đà Phật. Rồi, cho nó vô cái hộp. Ok. Cho nó đi đầu thai kiếp khác. Cho nó nằm ở ra nè, Không sao, nằm sao cũng được hết. nằm ngủ vậy hả? Ừ. Ok, tạm biệt, để lát quay tiếp. Nhìn đây. Đem lên. Lúa lui về chút xíu mới thấy lúa gõ. Thấy phải lấy thấy nó gì? Đó. Cho nó nằm ở trong cái hũ thuốc. Ok, bye. Để lát ra cái thông quay tiếp. Chắc phải up lại đi, Nhìn lên đây. phải up lại giống như nó đang nằm của nó. Nhìn lên đây. Nhìn lên đây.